Xin chào các bạn, chúng ta tiếp tục chương 6 bạch tuần thứ 3 của môn thực hành thiết kế vi mạch số với ngôn ngữ VSDL. Tiếp tục nội dung thứ 6, ký tự tự tạo số to trên LCD. Bài tập 641 yêu cầu như sau: thiết kế mạch đếm hai số BCD có SVK10, chọn tín hiệu enable 1H hoặc 5 hoặc 10 hoặc 20H, có switch power điều khiển backlight, có button 0 làm reset, có button 1 làm enable SS, có button 2 làm enable up down. Có button 3 thay đổi hiển thị giá trị đếm 4 trạng thái: to to, to nhỏ, nhỏ to, nhỏ nhỏ, hiển thị tần số chọn và trạng thái stop, run, up, down trên LCD. Có số số 0 vô nghĩa, đồng bộ theo xung CK hệ thống với tần số 50 MHz. Bài tập 641 này so với bài tập 640 là có thêm phần số số 0 vô nghĩa. Mục đích của bài này, thứ nhất là biết xử lý đổi số to nhỏ 4 trạng thái và có số số vô nghĩa. Thứ hai là biết đếm hai số có SS up down hiển thị số to nhỏ ở LCD. Thứ ba là biết lập trình thiết kế mạch dùng ngôn ngữ VSDL. Thứ tư là biết quan sát đánh giá kết quả trên kit FPGA. Trình tự thực hiện gồm có 5 bước, và bây giờ chúng ta sẽ đi vào bước thứ nhất, tiến hành xây dựng sơ đồ khối. Bài tập 641 chính là bài tập 640 thêm phần số số không vô nghĩa, cho nên các khối còn của bài 641 gần giống như của bài 640, gồm có khối đếm 2 bit button, hai khối đếm 1 bit button, khối đếm hai số SSUD, khối chi 10 enable, khối hiển thị 4 tần số, khối LCD gắn dữ liệu hai số to nhỏ, khối LCD khởi tạo hiển thị số to. Còn khối giải mã số to nhỏ thì bây giờ có một sự khác biệt là thêm phần số vô nghĩa, có thêm tín hiệu số vô nghĩa ở ngõ vào. Còn đây là khối số vô nghĩa hàng chục, module LCD 20x4. Bây giờ ta đi kết nối các khối này lại với nhau. Và đây là kết quả sau khi kết nối. Như vậy, bước thứ nhất đã thực hiện xong. Bây giờ ta sang bước thứ hai, tiến hành phân tích. Để thuận tiện cho việc gắn chân cũng như kiểm tra kết quả trên kit FPGA, thì ta thiết kế thêm một khối bao phủ bên ngoài, được đặt tên là đếm hai số SSUD, hiển thị LCD 4 trạng thái số to nhỏ, button số vô nghĩa. Tín hiệu ngõ vào gồm có button 3, button 0, button 1, button 2, switch power, CK hệ thống, switch 01. Tín hiệu ngõ ra gồm có LCD DB 8 bit, LCD RS, LCD E, LCD power. Tiếp theo ta sẽ đi phân tích chức năng của các khối cũng như các tín hiệu liên lạc giữa các khối với nhau. Nhưng do bài tập 641 này là mở rộng của bài 640 và bài 640 thì mở rộng của các bài trước đó, có rất nhiều khối cũng như các tín hiệu ta đã biết chức năng. Và ở đây chúng ta chỉ tập trung phân tích sự khác biệt so với bài 640 mà thôi. Ở bài 641 này thì khối giải mã số to nhỏ đã được đổi tên là giải mã số to nhỏ số vô nghĩa. Ngoài các tín hiệu đã biết là đơn vị, vị trí số nhỏ, trạng thái to nhỏ, số to thì có thêm tín hiệu số vô nghĩa 1 bit. Việc số số vô nghĩa chúng ta đã thực hiện ở các bài 634 và 635. Trong hai khối này thì đây là khối giải mã số to nhỏ số vô nghĩa hàng đơn vị với tín hiệu ngõ vào số vô nghĩa luôn nói với hàng số 1, để cho hàng đơn vị luôn được hiển thị dù nó bằng 0. Còn ngõ vào số vô nghĩa của hàng chục thì được nối với tín hiệu ngõ ra của khối kiểm tra hàng chục số vô nghĩa. Khi hàng chục bằng 0 thì tín hiệu số vô nghĩa này sẽ bằng 0. Khi hàng chục khác 0 thì tín hiệu số vô nghĩa này bằng 1, và khi đó sẽ tiến hành giải mã hiển thị bình thường. Các khối còn lại chúng ta đã biết chức năng. Như vậy bước thứ hai phân tích đã thực hiện xong. Bây giờ ta sang bước thứ ba, tiến hành viết chương trình cho các khối. Đây là chương trình cho khối chính ở bên ngoài có tên là đếm hai số SSUD hiển thị LCD 4 trạng thái số to nhỏ button số vô nghĩa. Phần khai báo các bọt vào ra như sau: CK hệ thống là bọt ngõ vào 1 bit, button là bọt ngõ vào 4 bit, switch là bọt ngõ vào 2 bit, switch power là bọt ngõ vào 1 bit, LCD E, LCD RS, LCD power là các bọt ngõ ra 1 bit, LCD DB là bọt ngõ ra 8 bit. Phần kiến trúc khai báo các tín hiệu trung gian LCD hàng 0, hàng 1, hàng 2, hàng 3, mỗi tín hiệu là 160 bit. Khai báo các tín hiệu trung gian đơn vị chục, đơn vị tần số, chục tần số, mỗi tín hiệu là 4 bit. Khai báo tín hiệu trung gian mã số to đơn vị, mã số to chục, mỗi tín hiệu là 48 bit. Khai báo tín hiệu trạng thái to nhỏ 2 bit. Tiếp tục khai báo các tín hiệu trung gian reset, button SS, button up down, button to nhỏ, enable up down, enable up down n, enable ss, enable db,
enable 1 Hz, 5 Hz, 10 Hz, 20 Hz, xóa vô nghĩa, tất cả các tín hiệu này đều là 1 bit. Begin bắt đầu mô tả các lệnh của kiến trúc. Ngõ ra LCD power được gắn bằng switch power ở ngõ vào. Tín hiệu trung gian reset được gắn bằng ngõ vào button 0. Tín hiệu trung gian button SS được gắn bằng ngõ vào button 1. Tín hiệu trung gian button up down được gắn bằng ngõ vào button 2. Tín hiệu trung gian button to nhỏ được gắn bằng ngõ vào button 3. Tín hiệu enable up down được gắn bằng tín hiệu enable up down N phủ định. Tín hiệu xóa vô nghĩa được gắn bằng 0 khi giá trị của hàng chục bằng 0, ngược lại thì gắn bằng 1. Tiếp theo là các lệnh mô tả cho các khối công bên trong. IC1 là khối chimer enable, IC2 là khối hiển thị 4 tần số, phần ánh xạ các bọt vào ra, hoàn toàn giống như bài 640. IC3 là khối đếm 1 bit button, IC4 cũng là khối đếm 1 bit button, IC5 là khối đếm 2 bit button, phần ánh xạ các bọt vào ra cho 3 khối này cũng hoàn toàn giống như bài 640. IC6 là khối đếm 2 số SSUD, phần ánh xạ các bọt vào ra cũng hoàn toàn giống như bài 640. IC7 chính là khối giải mã số to nhỏ số vô nghĩa hàng đơn vị. Phần ánh xạ các bọt vào ra như sau. Ngõ vào số nhỏ sẽ nói với tín hiệu trung gian, đơn vị. Ngõ vào số vô nghĩa được nói với hàng số 1. Ngõ vào trạng thái to nhỏ được nói với tín hiệu trung gian, trạng thái to nhỏ bit thứ 0. Ngõ vào vị trí số nhỏ được nói với hàng số 000. Ngõ ra số to sẽ được nói với tín hiệu trung gian, mã số to đơn vị. IC8 là khối giải mã số to nhỏ số vô nghĩa hàng chục. Phần ánh xạ các bọt vào ra như sau. Ngõ vào số nhỏ sẽ nói với tín hiệu trung gian hàng chục. Ngõ vào số vô nghĩa sẽ nói với tín hiệu trung gian số vô nghĩa. Ngõ vào vị trí số nhỏ được nói với hàng số 010. Ngõ vào trạng thái to nhỏ sẽ được nói với tín hiệu trung gian, trạng thái to nhỏ bit thứ 1. Ngõ ra số to sẽ nói với tín hiệu trung gian, mã số to chục. IC9 là khối LCD gắn dữ liệu hai số to nhỏ, phần ánh xạ các bọt vào ra hoàn toàn giống như bài 640. ICA là khối LCD khởi tạo hiển thị số to, phần ánh xạ các bọt vào ra cũng hoàn toàn giống như bài 640, kết thúc chương trình cho khối chính ở bên ngoài. Tiếp theo là chương trình cho khối còn. Giải mã số to nhỏ số vô nghĩa, phần ánh xạ các bọt vào ra. Trạng thái to nhỏ số vô nghĩa là hai bọt ngõ vào 1 bit. Vị trí số nhỏ là bọt ngõ vào 3 bit. Số nhỏ là bọt ngõ vào 4 bit, số to là bọt ngõ ra 48 bit, phần kiến trúc. Tiếp theo là định nghĩa loại dữ liệu mới, khai báo hằng số, rồi định nghĩa loại dữ liệu mới, khai báo tín hiệu mã số thuộc loại dữ liệu đã định nghĩa mã số to. Phần này giống như các bài trước đã trình bày. Begin bắt đầu mô tả các lệnh của kiến trúc. Đây là process với tín hiệu nhảy là số nhỏ, trạng thái to nhỏ, vị trí số nhỏ. Begin bắt đầu mô tả các lệnh của process. Đầu tiên ta thực hiện 6 lệnh gắn, giá trị x20 chính là ký tự khoảng trắng cho tín hiệu mã số từ phần tử thứ 0 đến phần tử thứ 5. Tiếp theo ta tiến hành kiểm tra tín hiệu số vô nghĩa xem có bằng 1 hay không. Nếu điều kiện này sai, có nghĩa là hàng chục đang vô nghĩa, thì lệnh if này sẽ kết thúc. Ngược lại, nếu tín hiệu số vô nghĩa này bằng 1 là hàng chục có nghĩa, thì lệnh if tiếp theo tiến hành kiểm tra trạng thái to nhỏ xem có bằng 1 hay không. Nếu đúng thì có nghĩa là giải mã hiển thị số nhỏ, khi đó lệnh khê này sẽ được thực hiện. Và việc giải thích lệnh khê này đã được trình bày ở các bài trước. Nếu trạng thái to nhỏ này không bằng 1, tức là bằng 0, thì khi đó lệnh if này sẽ thực hiện nhánh else, tiến hành giải mã số to theo vòng lặp for, giống như các bài trước đã trình bày, kết thúc lệnh if và kết thúc lệnh if này, kết thúc process. Tiếp theo lấy giá trị của tín hiệu mã số to, phần tử thứ 0, gắn cho số to từ bit thứ 40 đến bit thứ 47 và thực hiện tương tự cho các tín hiệu mã số to 1, 2, 3, 4, 5. Kết thúc chương trình cho khối giải mã số to nhỏ số vô nghĩa. Tiếp theo là chương trình của các khối con chimer enable hiển thị 4 tần số, đếm 2 số SSUD, LCD gắn dữ liệu 2 số to nhỏ, LCD khởi tạo hiển thị số to, khối đếm 2 bit button, 2 khối đếm 1 bit button. Bên trong có các khối còn đếm 2 bit, đếm 1 bit, khối chống dội và khối làm hẹp xung đã được thực hiện ở các bài trước. Tiến hành add copy sang bài 641 này. Như vậy, bước thứ 3 đã thực hiện xong. Bây giờ ta sang bước thứ 4.
Đây là toàn bộ các file của bài 641, gồm có file cho chương trình chính có tên là đếm hai số SSUD, hiển thị LCD 4 trạng thái số to nhỏ button xóa vừa nghĩa. IC1 chính là khối Chimui Enable, IC2 là hiển thị 4 tần số, IC3, IC4 là hai khối đếm 1 bit button, bên trong có 3 khối còn. IC5 là khối đếm 2 bit button, bên trong cũng có 3 khối còn. IC6 là khối đếm 2 số SSUD. IC7 là khối giải mã số to nhỏ số vô nghĩa. IC8 cũng là khối giải mã số to nhỏ số vô nghĩa. IC9 là LCD gắn dữ liệu 2 số to nhỏ. ICA là khối LCD khởi tạo hiển thị số to. Cuối cùng là file gắn chân. Tiến hành mở các chân từ button 0 đến button 3, switch 0, switch 1, CK hệ thống, switch power, LCD RS, LCD E, LCD Power và LCD DB từ thứ 0 đến thứ 7. Sau đó tổng hợp toàn bộ chương trình, rồi nạp file cấu hình vào chip FPGA. Bây giờ chuyển sang bước thứ 5, tiến hành quan sát kết quả trên kit FPGA. Trước khi quan sát kết quả, chúng ta cần xác định các thành phần trên kit FPGA. Đây là chip FPGA mang mã số XC3S500E, BW208, 4 cặp nút nhấn Reset, Enable SS, Enable Up Down, Button 3 dùng để thay đổi 4 trạng thái to nhỏ, 2 switch để lựa chọn 4 tần số. Còn đây là module LCD 20x4 với hàng 0 đang hiển thị đếm, hiển thị số, trạng thái là to to và hàng chục đang bằng 0 cho nên bị xóa đi, chỉ còn hàng đơn vị. Trạng thái đang đếm là Stop, chế độ đang đếm là Up, tần số đang chọn là 01. Bây giờ mời các bạn quan sát. Như vậy khi hàng chục có nghĩa thì hàng chục hiển thị và trạng thái đang hiển thị là to to, to nhỏ. Đang chuyển sang chế độ đếm xuống. Như vậy, yêu cầu của bài 641 đã thực hiện đầy đủ. Các bạn xem phần trình bày, có vấn đề nào chưa rõ thì chúng ta trao đổi thêm. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và mời các bạn tiến hành thực hành bài tập 641 này.